Cuộc xung đột tại Kosovo đã dịu lắng hơn 20 năm qua, nhưng hiện đang có nguy cơ bùng phát trở lại mạnh mẽ. Trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine không biết bao giờ kết thúc, người ta lo ngại rằng nếu cuộc xung đột giữa Kosovo và Serbia một lần nữa nổ ra, với sự vào cuộc không chỉ của các bên tham chiến mà còn lôi kéo cả các nhà bảo trợ của Kosovo là Mỹ, NATO, của Serbia là Nga, thì tình hình thế giới sẽ trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Bình luận quốc tế hôm nay xin gửi đến chủ đề Nga cảnh báo Kosovo đùa với lửa, cam kết sát cánh cùng Serbia. Nếu chỉ với diện tích hơn 10.000 km2 và khoảng 1,9 triệu dân, chắc chắn Kosovo sẽ không gây được sự chú ý đối với các cường quốc. Tuy nhiên, vùng đất này nằm ở trung tâm bán đảo Balkan, vị trí địa chiến lược quan trọng của khu vực Địa Trung Hải, Biển Đen, Caucasus và Biển Caspi, nên hai thập kỷ qua, nơi đây luôn phải hứng chịu sóng gió, trở thành mục tiêu tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Năm 1991, sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, thì Liên bang Nam Tư gồm 6 nước Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia và Slovenia cũng dần bị chia tách thành các quốc gia độc lập. Chủ nghĩa dân tộc một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ tại nước Cộng hòa Liên bang này và trở thành lực lượng chủ yếu chi phối khu vực Balkan. Đầu tiên là Slovenia, Croatia vào năm 1991, rồi tiếp theo đến Macedonia và Bosnia-Herzegovina vào năm 1992 ly khai. Lúc này, Liên bang Nam Tư chỉ còn lại Montenegro và Serbia. Tháng 2 năm 1998, cuộc nội chiến tại Nam Tư bùng phát do quân đội giải phóng Kosovo phát động phong trào đấu tranh đòi độc lập cho Kosovo, mảnh đất bị Tổng thống Liên bang Nam Tư Slobodan Milosevic bãi bỏ quyền tự trị vào năm 1989. Để thực hiện mục tiêu ly khai và thành lập một nhà nước với đa số người Albania theo đạo Hồi, quân đội giải phóng Kosovo tiến hành nhiều cuộc tấn công vào đồn cảnh sát, cơ quan thực thi pháp luật ở Kosovo. Cuộc giao tranh gay gắt diễn ra giữa quân đội giải phóng Kosovo và quân đội Liên bang Nam Tư đã khiến hàng chục ngàn người thương vong, hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Những căng thẳng tại Kosovo trong những năm 1998-1999 đã trở thành cái cớ để Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO can thiệp vào Liên bang Nam Tư. Nếu như trong chiến dịch bão táp sa mạc ở Iraq năm 1991, vai trò của Liên Hợp Quốc còn được thể hiện, thì trong cuộc chiến tại Nam Tư, vai trò của tổ chức này không được nhắc đến. Mỹ và NATO tự đứng ra đảm nhiệm chức năng vừa là quan tòa, vừa là cơ quan thi hành án. Với việc ngang nhiên mở cuộc tấn công vào lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền như Liên bang Nam Tư, Mỹ và NATO đã chính thức phát đi thông điệp họ có quyền áp đặt những quan điểm riêng bằng sức mạnh quân sự và không phải thông qua các sáng kiến chính trị. Lấy lý do quân đội Liên bang Nam Tư tổ chức chiến dịch thanh trừng sắc tộc tại Kosovo, tháng 3 năm 1999, NATO tiến hành chiến dịch ném bom quy mô lớn, buộc quân đội Liên bang Nam Tư phải rút khỏi Kosovo. Theo một số thống kê, trong thời gian gần 3 tháng, NATO thực hiện khoảng 38.000 vụ không kích với hơn 1.000 lượt máy bay chiến đấu, chủ yếu xuất phát từ các căn cứ quân sự ở Italy và tàu sân bay tại Địa Trung Hải, kết hợp với tên lửa hành trình được bắn từ các tàu ngầm và tàu chiến. Trong chiến dịch này, các nước thành viên của NATO đều tham chiến, kể cả Hy Lạp, quốc gia luôn thể hiện quan điểm phản đối chiến tranh. Riêng Đức, đây là lần đầu tiên không quân nước này tham chiến kể từ sau Thế chiến II. Đối chọi với lực lượng hùng hậu của NATO, Liên bang Nam Tư đã huy động khoảng 90.000 binh sĩ cùng với nhiều phương tiện chiến tranh. Trước sức mạnh quân sự như vũ bão của NATO, tháng 6 năm 1999, Nam Tư buộc phải chấp nhận đặt Kosovo dưới sự quản lý của Liên Hợp Quốc, trực tiếp là lực lượng gìn giữ hòa bình NATO được ủy quyền theo nghị quyết số 1244 ngày 10 tháng 6 năm 1999 của Liên Hợp Quốc.
Nghị quyết số 1244 quy định Kosovo có quyền tự trị, nhưng cũng khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nam Tư mà kế thừa hợp pháp là Cộng hòa Serbia. Cuộc chiến tại Kosovo coi như kết thúc. Tuy nhiên, nước chịu hậu quả nặng nề nhất vẫn là Liên bang Nam Tư, mà cụ thể hơn là người dân Kosovo. Theo chuyên gia nghiên cứu quân sự, cuộc chiến tại Kosovo diễn ra khi Liên bang Xô Viết đã tan rã, đối trọng của NATO là khối Warsaw không còn. Lúc đó, Mỹ là siêu cường duy nhất, nên nước này đã tự ý đưa ra chiến lược mới nhằm thực hiện mưu đồ thâu tóm thế giới, biến thế kỷ 21 là thế kỷ Mỹ. Với chiến lược vượt trên ngăn chặn, vượt lên hòa bình, Tổng thống Mỹ lúc đó là George Bush thực hiện mục tiêu mở rộng ảnh hưởng tại những quốc gia vốn là đồng minh của Liên Xô trước đây. Cuộc chiến tại Iraq hay kế hoạch làm tan rã Nam Tư chính là một phần trong toán tính của Washington. Không còn đối trọng Liên Xô trong khi Nga vẫn chưa đủ mạnh, nên mục tiêu của Mỹ tại Ban Can nhanh chóng đạt được. Cuộc chiến tại Kosovo diễn ra gay gắt, cùng nguy cơ xung đột kéo dài đã tạo thành áp lực khổng lồ, khiến các nhà lãnh đạo Montenegro tìm cách thoát khỏi những mâu thuẫn liên quan tới người Serbia và người Albania tại Kosovo. Theo đó, năm 2006, Montenegro đã quyết định trở thành quốc gia độc lập thông qua cuộc trưng cầu dân ý. Năm 2008, dưới sự hậu thuẫn của Mỹ và phương Tây, Kosovo đã đơn phương tuyên bố độc lập, bất chấp sự phản đối của Serbia. Khoảng 120.000 người Serbia sống tại miền Bắc Kosovo không công nhận chính quyền ở Pristina. Họ trung thành về mặt chính trị với Serbia, nước vẫn cung cấp hỗ trợ tài chính cho nhóm dân tộc này. Phần lớn các nước phương Tây công nhận độc lập của Kosovo, song vùng ly khai chưa được trao ghế tại Liên Hợp Quốc do Nga và Trung Quốc phản đối. Nga cáo buộc phương Tây làm gia tăng căng thẳng giữa Serbia và Kosovo, trong khi Kosovo đổ lỗi cho Nga về những tình hình căng thẳng. Với sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình NATO, cuộc xung đột giữa Kosovo và Serbia tạm thời dịu lắng hơn 20 năm qua. Tuy nhiên, những bất đồng giữa hai bên vẫn âm ỉ và có thể bùng cháy bất cứ lúc nào, bởi những mâu thuẫn sắc tộc giữa người Albania và người Serbia vốn bị khoét sâu do sự can thiệp của NATO. Ngoài ra, một nguyên nhân nữa có thể thổi bùng xung đột là do Serbia chưa từng từ bỏ ý định được Kosovo quay trở về lãnh thổ. Lập trường này của Serbia nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Nga, quốc gia có nhiều mối quan hệ gắn bó lịch sử với Serbia nói riêng và bán đảo Balkan nói chung. Sau khi Nga dần lấy lại vị thế trên trường quốc tế, mối quan hệ giữa Nga và Serbia càng thêm nồng ấm. Năm 2013, Serbia trở thành quan sát viên của Tổ chức An ninh Tập thể do Nga làm trụ cột. Năm 2016, Nga và Serbia ký thỏa thuận hỗ trợ hiện đại hóa lĩnh vực quân sự. Theo thỏa thuận, Nga sẽ hỗ trợ Serbia nâng cấp các kho vũ khí từ thời Liên bang Nam Tư, sửa chữa máy bay chiến đấu MiG-29, xe tăng T-72 và các phương tiện tuần tra do Nga và Belarus trao tặng. Đặc biệt, trong tháng 8 vừa qua, Nga còn tiết lộ khả năng thành lập căn cứ quân sự tại thành phố Niš của Serbia. Nếu điều này trở thành hiện thực, Nga không chỉ mở rộng hợp tác với Serbia ở lĩnh vực quân sự, mà còn mở rộng hợp tác sang lĩnh vực chính trị và kinh tế, qua đó xây dựng bàn đạp mạnh mẽ tại khu vực Nam Âu, tạo lợi thế về chiến lược khiến NATO phải dè chừng. Ở chiều ngược lại, Serbia cũng nhận được sự bảo hộ và giúp đỡ tương đối từ Nga, nhất là lĩnh vực quân sự. Trong khi đó, để bảo vệ thành quả độc lập, bên cạnh sự quản lý của lực lượng gìn giữ hòa bình NATO và phương Tây, Kosovo cũng đưa ra nhiều đối sách. Tháng 12 năm 2018, Pristina tuyên bố thành lập quân đội riêng với lực lượng khoảng 5.000 binh sĩ tại ngũ, 3.000 quân dự bị, ngân sách bảo đảm cho việc huấn luyện và mua sắm vũ khí, trang thiết bị quân sự khoảng 340 triệu USD trong 3 năm. Đây được xem là động thái đi ngược với những gì đã cam kết giữa Kosovo với cộng đồng quốc tế cũng như với Serbia. Theo nghị quyết số 1244 của Liên Hợp Quốc, Kosovo chỉ được phép duy trì lực lượng an ninh khoảng 4.000 người,
Còn nhiệm vụ đảm bảo an ninh và hệ thống tư pháp do lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO đảm nhiệm. Đây là việc làm được cho là cần thiết của cộng đồng quốc tế đối với Kosovo nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, cuối tháng 2 năm 2022 vừa qua, Kosovo còn đề nghị Mỹ thiết lập căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ của mình, đồng thời thúc giục cường quốc này cùng các đồng minh chấp nhận nỗ lực gia nhập NATO của Kosovo. Mặc dù được Mỹ và các đồng minh hậu thuẫn, nhưng đến nay nhiều quốc gia trên thế giới, nổi bật là Nga, Trung Quốc và một số nước thành viên của Liên minh châu Âu như Tây Ban Nha, Slovakia, Romania, Cộng hòa Síp lại cho rằng việc công nhận nền độc lập của Kosovo là vi phạm nghị quyết số 1244 của Liên Hợp Quốc, coi nhẹ tính hợp pháp của đường biên giới đã được quốc tế công nhận. Ngoài ra, việc làm trên sẽ tạo tiền lệ vô cùng nguy hiểm cho hệ thống pháp luật quốc tế và có thể thổi bùng các cuộc xung đột sắc tộc, bởi Belgrade không chấp nhận nhà nước Kosovo độc lập và cộng đồng thiểu số gốc Serbia tại Kosovo khoảng 50.000 người thường xuyên đấu tranh để khu vực họ sinh sống được sáp nhập trở lại Serbia. Nguy cơ có thể dẫn tới xung đột giữa Kosovo và Serbia bắt nguồn từ tuyên bố của nhà lãnh đạo Kosovo Albin Kurti. Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2022, tất cả những giấy tờ tùy thân và biển số xe của người Serbia sinh sống tại Kosovo là không hợp lệ. Những biển số này của Serbia được cấp trước khi chiến tranh Kosovo nổ ra năm 1998-1999. Cùng với đó, Kosovo sẽ triển khai một chiến dịch áp đặt luật lệ và công lý tới tất cả những vùng lãnh thổ được Kosovo tuyên bố chủ quyền. Song, dưới áp lực của Mỹ và Liên minh châu Âu, Kosovo và Serbia đã đạt được thỏa thuận. Theo đó, Belgrade đồng ý bỏ giấy tờ xuất nhập cảnh cho người Kosovo và Kosovo cũng có động thái tương tự khi lùi thời điểm chuyển đổi biển số xe cũng như các loại giấy tờ sang ngày 31 tháng 10 năm 2022. Mặc dù vậy, những động thái trên vẫn gây ra cơn thịnh nộ trong cộng đồng người Serbia tại Kosovo. Ngoài ra, đội quân Serbia đã triển khai diễn tập gần ranh giới hành chính với Kosovo từ ngày 31 tháng 8 năm 2022. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Nebojša Stefanović, cuộc tập trận được thực hiện nhằm mục đích duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cao của các đơn vị, khả năng phản ứng nhanh trong trường hợp cần thiết và đảm bảo hòa bình, an ninh dọc theo tuyến hành chính ở Kosovo và Metohija. Ngoài ra, Tổng thống Aleksandar Vučić còn đưa ra tuyên bố cứng rắn thể hiện lập trường của Belgrade rằng Serbia mong muốn hòa bình nhưng sẽ không cho phép người dân Serbia bị áp bức. Ông cũng cho rằng Kosovo đã từ chối tất cả những đề xuất mà Serbia đưa ra nhằm tìm giải pháp khôi phục sự hòa hợp, đồng thời cáo buộc Pristina muốn loại bỏ người Serbia khỏi lãnh thổ Kosovo. Hiện tại, căng thẳng tại Kosovo đang gia tăng sau khi nhóm vũ trang không rõ danh tính ném lựu đạn gây choáng và đấu súng với cảnh sát Kosovo trên tuyến đường dẫn tới trạm kiểm soát ở ranh giới giữa khu vực này với Serbia. Trước đó, người Serbia sống ở miền Bắc Kosovo đã đậu xe tải, xe container chắn ngang các tuyến đường chính dẫn tới hai cửa khẩu lớn với Serbia. Cuộc biểu tình này nổ ra sau khi cảnh sát Kosovo bắt một cựu sĩ quan cuối tuần trước. Cựu sĩ quan này là một trong nhiều nhân viên người Serbia rời khỏi lực lượng cảnh sát Kosovo sau khi Pristina yêu cầu người dân tại đây từ bỏ biển số của Serbia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong họp báo ở Moscow hôm 12 tháng 12 cáo buộc chính quyền Kosovo thực hiện loạt hành động khiêu khích với sự đồng lõa của Mỹ và Liên minh châu Âu, sử dụng bạo lực có động cơ sắc tộc để nhắm vào những người Serbia sinh sống tại Kosovo. Cơ quan hành pháp Kosovo đang tìm cách chuyển hướng dư luận khỏi thất bại trong những chính sách đối nội bằng cách đùa với lửa, kích động hội chứng chống người Serbia và căng thẳng đang leo thang tại đây đang tiến gần hơn đến xung đột vũ trang. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, chỉ có sự kiên nhẫn của người Serbia và chính phủ ở Belgrade mới ngăn mọi thứ lan rộng thành bạo lực. Điều đáng nói, phía Nga khẳng định đoàn kết với giới lãnh đạo của Serbia, đồng thời tán thành quan điểm của Belgrade
rằng người Albania ở Kosovo và phương Tây phớt lờ nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như các thỏa thuận của EU và Mỹ. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, nghị quyết 1244 cho phép Serbia triển khai lực lượng an ninh tới Kosovo và Nga sẽ tiếp tục giúp Serbia bảo vệ lợi ích quốc gia hợp pháp liên quan đến Kosovo. Những căng thẳng địa chính trị khiến dấy lên lo ngại rằng nền hòa bình tại Kosovo cũng như sự ổn định tại bán đảo Balkan khó có thể giữ vững. Giới quan sát nhận định rằng nếu cuộc xung đột Serbia và Kosovo nổ ra cùng với sự hỗ trợ từ các đồng minh, đối tác của cả hai bên, thì hậu quả còn khốc liệt hơn cuộc chiến ở Ukraine. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục bình luận quốc tế trên kênh YouTube của Báo Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.